thuận lợi nhất để vâng, xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16:30 ngày 12 tháng 9 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở trên ngã tư Hàng Khoai và Nguyễn Thiện Thuật, quý vị và các bạn. Một buổi chiều rất nhộn nhịp. Những hình ảnh đầu clip như quý vị và các bạn thấy, một gia đình đang thuê người về làm lễ, quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt theo đạo Thiên Chúa nên cũng không biết là lễ gì. Quý cô chú anh chị và các bạn biết lễ gì thì hãy chia sẻ ở phía dưới phần mô tả giúp cháu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trong chợ Bắc Qua, phía cuối chợ Đồng Xuân, bắt đầu dọn để đóng cửa rồi, quý vị và các bạn. Em Việt cho biết đang ở trên tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật. Các cô kinh doanh buôn bán đồ khô vẫn đang còn bán phục vụ người dân thủ đô Hà Nội. Đây là một tốp du khách, những cái hình ảnh rất tuyệt vời quý vị và các bạn. Wow. Em Việt, cháu Việt đang ở ngã ba Cao Thắng và Nguyễn Thiện Thuật, quý vị và các bạn. Hello. Hello. Các bạn trẻ đang tham quan thủ đô Hà Nội, những hình ảnh rất đẹp. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội ánh nắng, vào buổi trưa thì có ánh nắng nho nhỏ quý vị và các bạn, hầu như là buổi sáng âm u như quý vị và các bạn thấy. Bây giờ bầu trời vẫn còn âm u. Cảnh chiều kinh doanh buôn bán rất nhộn nhịp ở phía chợ Thanh Hà, quý vị và các bạn, như quý cô chú chị và các bạn thấy rất nhộn nhịp trên phố chợ Trần Nhật Duật và Thanh Hà. Cháu Việt đang ở ngã ba phố chợ Thanh Hà và Nguyễn Thiện Thuật. Trong chợ Thanh Hà thì rất nhộn nhịp quý vị và các bạn thấy. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt Cháu Việt, hãy tặng em Việt Cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.
Và trước màn hình là ngã tư Hàng Chiếu, Nguyễn Thiện Thuật và bên kia là tuyến phố Hàng Dày. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Chiếu rất nhộn nhịp. Các cửa hàng bán bánh rán cũng vắng khách quý vị và các bạn. Cửa đêm này em Việt cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi trên tuyến phố Hàng Dày, qua ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, và em Việt cháu Việt sẽ dừng clip ở ngã ba phố Cầu Gỗ và Đinh Liệt. Ở đoạn này trên tuyến phố Hàng Dày, các cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán kẹo quý vị và các bạn. Vâng, em Việt cháu Việt đang ở ngã tư Hàng Dày, Nguyễn Siêu. Và xa như quý cô chú chị và các bạn thấy, rất đông các du khách nước ngoài. Các cô kinh doanh hoa quả, đặc biệt là quả cau cũng như là rau củ quả vắng khách quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư phố Hàng Buồm và phố Hàng Dày. Rất nhộn nhịp, các cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng đắt khách quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất tuyệt vời. Vâng, em Việt cháu Việt đang ở ngã ba phố Hàng Dày, Lương Ngọc Quyến và ngõ Nội Miếu. Những hình ảnh trên phố Lương Ngọc Quyến. Thu hút rất đông các du khách nước ngoài quý vị và các bạn. Rất nhộn nhịp. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Dày. Các cửa hàng nắc đã có khách rồi.
thông báo đấy, những hình ảnh rất tuyệt vời quý vị và các bạn. Các cửa hàng trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến đều đã chuẩn bị rồi, như quý vị và các bạn đấy đã chuẩn bị phục vụ du khách rồi. Hello. Vâng, trước màn hình là ngã tư Lương Ngọc Quyến và tuyến phố Tạ Hiện quý vị và các bạn. Ngã tư luôn rất là đông. Một số cửa hàng cũng đã có khách rồi. Những hình ảnh rất tuyệt vời. Các du khách đang đội những chiếc nón lá. Wow, đây là top du khách quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất tuyệt vời. Vâng, em Việt cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi trên tuyến phố Tạ Hiện. Các cửa hàng bán bia cũng đã có khách rồi. Hello. Vâng, và trước màn hình là ngã tư Hàng Bạc Tạ Hiện. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Bạc quý vị và các bạn, như quý cô chú anh chị và các bạn thấy, thu hút rất đông du khách nước ngoài đang đi tham quan. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn ở bên nước ngoài hãy chia sẻ clip này giúp em Việt cháu Việt để thủ đô đón nhiều du khách hơn. Quý vị và các bạn chia sẻ thì nhiều du khách sẽ biết về thủ đô Hà Nội, sắp xếp một ngày thuận lợi nhất để tham quan thủ đô Hà Nội, một nét văn hóa rất riêng tại Việt Nam, quý cô chú anh chị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư Đinh Liệt và phố Gia Ngư quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp. Du khách nước ngoài đang đi tham quan thủ đô Hà Nội bằng những chiếc xe mui trần. So với các tuần trước, tuần này các cửa hàng massage cũng vắng khách quý vị và các bạn. Mặc dù ở trên các tuyến phố thì rất nhộn nhịp.
bạn du khách những hình ảnh rất rất tuyệt vời. Các cửa hàng đều có khách quý vị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt Cháu Việt đi tham quan thủ đô Hà Nội vào buổi chiều. Trước màn hình là những hình ảnh trên tuyến phố Cầu Gỗ. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt.